mọi người ơi, chào tất cả mọi người nha. Mình Tứng Tạ mọi người ơi, hôm nay Tứng xử lý một ca là mất áp suất dầu của ram. Thì này gọi là ram điện E8 12 mọi người. Ngay chỗ con heo dầu này thì nó khác với Shimano xíu mọi người ơi. Ngay đây mọi người thấy ha, ngay đây là ốc xả gió. Rồi nếu mà nó hụt dầu nhiều thì mình có thể bơm trên đây xuống, nhưng mà trường hợp này khách ở nhà nghịch á, rồi làm nó bị xì dầu, nó mất áp suất. Thì cái này là ram thì mọi người phải xài dầu DOT 5.1 nha mọi người. Đây mọi người thấy ha, dầu này là nó không có xài chung với lại cái dầu của Shimano được nha mọi người. Dầu Shimano màu đỏ thì vô chung với dầu này nó sẽ đen lên và nó bị hư phót, nó nở phót ra, nó hư phót nha mọi người. Dầu của ram thì xài dầu DOT 5.1 rồi ha mọi người ha. Mình phải xài đúng dầu cho từng cái heo dầu nha mọi người. Rồi cái này thì làm ở ram thì nó cũng đơn giản, mọi người làm nó hơi khác Shimano xíu. Mình mở chỗ này mình xả ốc gió tí xíu ở đây để mình coi dầu nó còn đây không. Nếu mà dầu nó còn thì mọi người làm thế này. Ngay trên cái đẩy bên này Tứng ấy rồi, thì cái tay lắc bên này Tứng sẽ chỉ mọi người. Mở cái nắp lên mọi người. Cái nút lever thắng này mình xoay ngược chiều cái đồng hồ mình nhả về hết. Rồi mình mở cái con ốc này nè mọi người. Cái con ốc mà lục giác qua này ha. Mình nói mở cái ốc này ra. Rồi mình cho cái dầu vô đây. Mình cho dầu vô đây mọi người. Hồi nãy Tứng đã cho nhiều rồi. Đó, cho vô đây bắt đầu mình nhấp. Mình nhấp để cho nó lấy hơi lên đó mọi người. Mình nhấp nó lấy hơi lên. Cái này Tứng đã lấy hơi đủ hết rồi đó. Nó không còn lên hơi nữa, nó căng lên rồi. Nó căng lên rồi. Thì giờ Tứng đang chặn lại để Tứng giữ cái dầu này lại. Rồi. Cái này thì nó khác cái Shimano xíu mọi người. Xài thì mọi người xài mua cái bộ bơm dầu của ram nha mọi người. Nó xài văn rặn á, văn rặn kim loại đồng, chứ nó không phải như thằng Shimano, nó khác xíu nha mọi người. Rồi cái chỗ này, cái ốc lever này mình cũng nới ngược chiều cái hồ, mình dặn xả hết. Sau khi mà xong hết thì lát mình khóa lại để cho nó căng lên đó mọi người. Còn trường hợp nếu mà mình làm như thế này mà nó không lên hơi á, thì trên đây một cái kim, ở dưới kia mình bơm, mà trên đây mình rút nha mọi người. Ở dưới kia là mình rút kim, mình bơm. Mình bơm giống như Shimano, mà những cái clip mà vừa rồi Tứng có hướng dẫn bơm dầu của xe chết Shimano á, thì ở dưới bơm mà trên đây một ống kim mình gài vô đây để mình hút, vừa bơm vừa hút. Thì trên đây bơm xuống thì dưới đó hút, mà dưới đó bơm thì trên đây sẽ hút, thì nó lấy hơi ra thì nó sẽ căng lên nha mọi người. Rồi cái ram thì mọi người lưu ý là xài đúng cái dặn cái lever này lại. Lever này mình dặn mình căng nó vừa là ngưng nha mọi người. Rồi nó không có phải cứng đâu, nó vừa là mình ngưng được rồi. Rồi đó, căng lên rồi mọi người. Đấy ha. Đó. Rồi mình tiến hành mình xịt cồn. Xịt cồn vô mình lau sạch sẽ hết mọi người. Cồn nó làm sạch cái dầu của mọi người. Bây giờ tới cái phần mình điều khiển cái rút ram nha mọi người. Đây là ram for E8 12, nghĩa là clip 12. Cái ram này nó lợi hại là vậy mọi người. Cái dĩa nó có 48 răng thôi, nhưng mà cái clip á, cái tầng nhỏ nhất của nó là 10 nha mọi người. Nên là 48 10 thì nó cũng gần ngang tương đương với lại mình đi dĩa 53 clip 11 thôi mọi người. Nên là nhà sản xuất họ tính hết rồi. Cái này là 48 35 thì nó chỉ thua 53 39 tí xíu thôi nha mọi người, mà nó vẫn hơn là 36 52. Rồi, phần đằng trước đây hai cái tay lắc. Mọi người thấy ram không? Rất là đẹp. Không có dây nhợ lòng thòng gì hết nha mọi người. Gắn vô bấm nút ba nút tay lắc cùi sang dĩa ha. Này có app ISS luôn nha mọi người. Mọi người muốn xài app giống như Shimano thì tải app ISS. Rồi cái cùi sang clip, đặc biệt cái là này là không có cộng dây nhợ nào lòng thòng hết, rất là gọn. Pin thì mình rất là gọn nha mọi người, mình lấy ra như pin ha, mọi người thấy ha, đây pin nó mình lấy ra là mình đem đi sạc ha mọi người, rồi gắm vô nó rất là gọn, pin rời hết.
đó, nó không phải như Shimano mà xúc dây pin hay là bị lỗi nước pin gì. Hàng Mỹ á, thì nó chơi là hư là quăng, không có sửa. Còn hàng Shimano thì hư có thể sửa độ chế, như Mỹ thì nó không có hư ba cái lặt vặt nha mọi người. Nên là nếu mà mọi người muốn chơi ram điện á, thì hiện nay thì cũng rất là rẻ. Ram thì Tuấn cũng rất là thích dòng ram, tại vì nó thì không có cọng dây nào lòng thòng hết mà rất là khỏe. Rồi phần tay lắc này á, thì bên phải này á là xuống lift, còn bên trái này là lên, nó chỉ có hai nút thôi, bên trái một nút và bên phải một nút. Rồi cái phần bên trái này là lên, còn phần bên phải là xuống lift. Vậy rồi cái dĩa này thì như thế nào? Cái dĩa này mình muốn lên xuống á, thì mình bấm một lúc hai nút bên trái và bên phải nha mọi người. Rồi Tuấn sẽ thao tác cho mọi người coi ha, cái ram nó hay ở chỗ này. Rồi mọi người coi ha, bây giờ ha, Tuấn lên đó, lên nó lên xuống rất là nhanh, rất là mượt cho mọi người. Giờ xuống nè, xuống có thể nó xuống một lần mấy lít luôn mọi người. Ở nếu mọi người bấm vô hả, chữ nó xuống một lần rẹt 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 luôn. Lên cũng rất là mượt nhanh mọi người ha. Đó, lên đặc biệt là ram là lên xuống rất là nhanh mà rất là im mượt, nó rất là im ái. Rồi tiếp theo mọi người coi cái phần dĩa nè ha, nó cũng lên xuống rất là nhanh nha mọi người nè. Tuấn bấm một lần hai nút á, thì bấm một lần hai nút nè đó, mọi người thấy cùi đầy đẩy ra đó ha, đó im lắm đó. Tuấn bấm cái cùi đầy hai nút rồi đẩy vô ha mọi người, đó đó. Nói chung á là ram bây giờ nó cũng rẻ, nếu mọi người chơi mà không có thích mà ba cái hư lặt vặt á, thì mình chơi ram. Ram bây giờ nó có hai dòng, ram for và ram red, thì nó dòng 12 2S e-tab điện. Rồi ha mọi người, thắng dầu của nó thì cũng đơn giản thôi, nó cũng bơm dầu xử lý ba lặt vặt, tại vì cái anh này ở nhà anh nghịch á, nên là dầu nó mất hơi nên là Tuấn phải bơm lại, biết cách mình xả gió mình bơm thôi, đơn giản thôi mọi người. Rồi quá đẹp, một con Scott Group Ram Ford IS 12 điện. Rồi Tuấn xin chào tất cả mọi người ha, hẹn mọi người ở video tiếp theo.